Chào các bạn, mình là Quang Dũng và chiếc mép đây đang là một công trình cổ điển do công ty Louis thiết kế và thi công luôn. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi từ ngoài vô trong, khám phá biệt thự của chúng ta như thế nào, đang thi công đến đâu rồi. Thì bên ngoài á, thì rất là nhiều máy xúc đang được huy động để mà làm hệ thống sân vườn. Còn phía dưới ở đây sẽ là một cái hồ cá rất là lớn. Đường ống nước cũng đang được thi công rồi. Căn biệt thự này có diện tích vào khoảng 15 x 15 m² với 3 tầng và được thiết kế gồm có một không gian bếp lớn và có 4 phòng ngủ cho gia chủ. Và khi nhắc đến căn biệt thự cổ điển thì chúng ta sẽ thường liên tưởng đến sự đẳng cấp, vững chãi, xa hoa. Nên là thường đặc trưng của nó sẽ là gồm những cây cột rất là lớn này, và những ban công, những mái này, những chi tiết ô cửa sổ đó, và các chi tiết khác như là phào chỉ hoa văn đó, rất là tinh tế. Mời quý vị đi lên không gian chính của biệt thự. Đây là sảnh chính. Giới thiệu qua đây là khu vực phòng khách của căn biệt thự. Còn phía bên này sẽ là một khu vực bàn ăn. Phía dưới nữa sẽ là khu vực bếp. Đi vô trong tầng trệt đó, hay là tầng 1 đó, thì quý vị đã thấy đây là cái kho chứa vật liệu của Louis. Và trước mặt đang là một cái tường gạch. Quý vị sẽ thấy là những cái tường gạch này sẽ có những cái hàng gạch dọc và hàng gạch ngang. Có thể nói đây là một cái bức tường khá là lớn đó, tường 200, và ít ai sử dụng tường 200 cho thi công trong nhà. Thường sử dụng tường 100 thôi. Còn đối với tường 200 này thì nó sẽ mang hiệu quả cách âm rất là lớn luôn. Và tại sao thì họ lại phải dùng những cái gạch ngang và gạch dọc như này? Các bạn thấy đấy là có 5 tầng gạch dọc và 1 tầng gạch ngang đó. Thì những cái gạch ngang này nó sẽ giúp cho những cái viên gạch dọc chúng ta nó sẽ dàn đều lực. Ở phía trên cao quý vị sẽ thấy là có rất nhiều những viên gạch được xếp chéo. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi những viên gạch xếp chéo như vậy thì nó sẽ phòng trường hợp là khi trên cái dầm của chúng ta hoặc sàn chúng ta có hiện tượng là võng xuống, thì nó sẽ đảm bảo cho tường ta sẽ không bị nứt, đảm bảo an toàn cho tường. Cầu thang hình xoắn ốc là một cái nét đặc trưng riêng mà thường thấy ở những căn biệt thự cổ điển. Và giới thiệu qua với quý vị, đây là cái biện pháp thi công cầu thang hình xoắn ốc biệt thự cổ điển mà Louis đang tiến hành thi công và chuẩn bị là hoàn thiện cái cầu thang này. Và bên cạnh đó thì cũng đã được bố trí một cái không gian dành cho thang máy để mà chủ nhà có thể tiện đi từ tầng 1 lên tầng 3 một cách dễ dàng. Đến với không gian tầng 2 thì hiện tại đã được thi công hết phần tường bao rồi. Còn ở đây chính giữa căn nhà, phần rất là rộng luôn, sẽ là không gian sinh hoạt chung của gia đình. Và vô trong đây sẽ là phòng ngủ master của gia chủ. Phòng ngủ này thì rất là rộng luôn, có không gian ngủ này, rồi không gian để mà thư giãn này. Rồi phía bên này sẽ là không gian để thay đồ, và phía cuối sẽ là phòng với cấp C. Như quý vị đang thấy là một cái cửa sổ được kéo dài từ tầng 1 đến tầng 2. Như trên cuối cảnh là mình sẽ chiếu cho quý vị cùng xem. Đó. Nó không những giúp cho ngôi nhà nó đẹp từ bên ngoài mà nó còn tăng cường ánh sáng tự nhiên. Đó. Và đây là phòng ngủ nha. Và quý vị tưởng tượng là mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần nhấn nút một cái thôi là tất cả những cái rèm cửa sổ nó sẽ được mở ra. Cảm thấy là tràn đầy năng lượng và có thể rất là khỏe khoắn, có thể đi làm ngay được luôn. Và vừa rồi thì mình vừa dẫn các bạn tham quan một vòng biệt thự tại Long An do công ty Louis thiết kế và thi công, và còn rất nhiều video về dự án khác đang được cập nhật. Xin kính chào và hẹn gặp lại.